giờ rồi. Chết nắng thằng này nó chẳng đội mũ gì. Đâu nón đâu? Nón kia ở đâu? Đâu thì vẫn bên này mà. Các bà kia về hết à? Bà ấy đi lên, không lên nón. Bà tưởng về hết. Hào vậy à? Lên nón. Nè thì em mới gọi lấy hộ đây. Bà Hào về ấy gì? Quân của bà ấy cắt cây. Ơ nhưng mà đã hết giờ đâu mà bọn kia về hết. Hết giờ rồi bà. Mới có 10:34 thôi bà, chưa hết giờ. Đã hết. Ông bó thì ông không tăng ca đâu. Ông mới chiều ông còn đi chặt nhà khác đi. Bộ kiếm xong chứ gì mà ăn. Không xong được đâu. Hiểu ấy không về à? Con lợn nó cứ kêu ụt ụt. Tăng ca mua em. Làm này chồng không khen nữa thôi nhỉ. Chiều. Chiều rỗi ra đây ăn mía xong lại về cũng được. Chiều lại không được quay các bà nữa nên cứ phải quay cố đã. Mai không được quay nữa rồi. Dạo này không thấy về, hôm nay được về đúng buổi cuối. Con ra chưa? Không, không phải ra đâu, để đang tăng ca thêm một tiếng nữa này. Chặt thêm lá mà nhá. Chặt thêm lá. Tăng ca để lấy lá. Sáng nay ăn bánh cuốn rồi phải không? Vừa thế là chưa kịp ăn à chị? Bà bán cân hay là bán lấy từng con à chị? Bà đây có lúc bà bán cân con nung bao tiền cân chị? Đắt hơn ở đường. Nhà ngay ở đấy mà.
Vâng, nhà đấy, nhưng mà lúc thì bọn em mua thì bà bán là 2.000 một con. 10 con đấy có 2.